Rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Sức khỏe cho mọi người tuần này. Chương trình hôm nay sẽ có các nội dung chính sau đây. Hướng dẫn sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Phóng sự tiếp tục thực hiện tiêm vaccine mũi 4 để tăng hiệu quả bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Hỏi đáp, đẩy mạnh công tác tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, sàng lọc trước sinh và sơ sinh là biện pháp giúp chẩn đoán các bệnh do rối loạn di truyền, từ đó có biện pháp can thiệp và điều trị kịp thời, hạn chế những hậu quả nặng nề do dị tật bẩm sinh gây ra, giảm thiểu số người tàn tật, thiểu năng trí tuệ trong cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Đình Nhân, Chi cục trưởng Chi cục Dân số, Kết hóa gia đình tỉnh Quảng Nam sẽ có những chia sẻ bổ ích đến chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, bất cứ cái bậc cha mẹ nào cũng đều mong muốn cho mình sinh ra những đứa con là hoàn toàn khỏe mạnh cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Thì đó là một mong muốn hết sức là chính đáng, và để làm được điều đó có nghĩa rằng là các ông bố và mẹ khi mà mang thai thì cần phải thực hiện cái chương trình đó là tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh. Vì mục đích của cái việc chúng ta thực hiện tầm soát trước sinh, tầm soát sinh chính là điều để chúng ta phát hiện những bệnh, những tật, những cái tố di truyền khi từ trong bụng mẹ, ngay cả khi cháu bé mới chào đời, để chúng ta can thiệp điều trị sớm những bệnh tật có thể ra, từ đó giúp cho đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh. Và chính điều này làm cho cái chất lượng dân số ngày càng được nâng lên và cái giống nòi chúng ta ngày càng được tốt hơn. Theo quyết định 1807 ngày 21 tháng 4 2020 của Bộ Y tế đã quy định hướng dẫn về cái quy trình thực hiện sàng lọc trước sinh. Như vậy theo cái hướng dẫn này có nghĩa rằng là các cái thời điểm mà thực hiện sàng lọc đối với trước sinh thì đối với lại là trong phụ nữ thai phụ trong 3 tháng đầu thì thời gian tốt nhất đó là từ 11 tuần thai cho đến 13 tuần thai cảm sinh. Đối với thai phụ mà mang thai trong 3 tháng giữa thì cái thời gian mà thực hiện cái sàng lọc là từ 15 đến 22 tuần và tốt nhất đó là từ 16 đến 18 tuần. Đây là thời gian thực hiện, có nói là thời gian vàng trong cái giai đoạn này. Còn đối với thực hiện sàng lọc sơ sinh thì thời gian thực hiện tốt nhất là trong vòng 48 giờ sau sinh, nhưng chúng ta có thể thực hiện từ 24 giờ cho đến 72 giờ sau sinh. Để phát hiện được các bệnh tật ở các cháu khi sinh ra đời thì chúng ta cần một lời khuyên có thể nói rằng là cần thiết nhất, đó là tất cả các bà mẹ khi mang thai thì nên thực hiện chương trình sàng lọc trước sinh. Trong quá trình thực hiện của sàng lọc, nếu kết quả trả lời đó là nguy cơ thấp hay là nguy cơ cao thì có lẽ trước hết là sản phụ hay thai phụ cần phải bình tĩnh. Trong trường hợp mà trả lời kết quả là nguy cơ cao thì cán bộ y tế chúng tôi sẽ tư vấn thực hiện các xét nghiệm tiếp theo, ví dụ như là chọc lấy gai nhau hay là nước ối để làm các xét nghiệm sát chuyên sâu hơn, từ đó để phát hiện chính xác trường hợp này là mắc bệnh gì để đưa ra những cái giải pháp cụ thể cho từng gia đình một, từng trường hợp một, để từng đó chúng ta can thiệp tốt hơn để cho ra đời những đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh. Kính thưa quý vị và các bạn, qua lời chia sẻ của tôi thì mong rằng là mọi người sẽ có những cái kiến thức nhất định trên nền tảng này, để từ đó mỗi người có một cái ý thức trong cái việc thực hiện cái chương trình tầm soát trước sinh, sơ sinh trên địa bàn của tỉnh Quảng Nam là một tốt hơn. Và chính điều này cũng là một phần gốc vào công việc là thực hiện thành công cái nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, đó là việc công tác dân số trong tình mới. Trong đó chúng ta tập trung của vấn đề đó là nâng cao chất lượng dân số. Thưa quý vị, theo khuyến cáo của Bộ Y tế, những người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ và đúng hạn sẽ được bảo vệ tốt nhất. Tuy nhiên, biến thể Omicron xuất hiện và sự giảm dần khả năng bảo vệ sau tiêm vaccine theo thời gian, đặc biệt là đối với một số nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Do đó, nhằm tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã tiêm chủng, ngành y tế Quảng Nam tiếp tục triển khai thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 4 cho người dân. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam. Tại điểm tiêm chủng, quá trình tiêm chủng được thực hiện theo đúng hướng dẫn, đồng bộ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tiêm chủng, an toàn tiêm chủng và công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo không quá 100 đối tượng trên một bàn tiêm, trên một buổi tiêm. Đảm bảo thực hiện nhanh công tác cấp cứu sau tiêm chủng, phòng phản ứng phản vệ có thể xảy ra,
Thời gian qua, ngành y tế đã thực hiện tiêm vaccine COVID-19 mũi 1, 2, 3 cho toàn tỉnh là 3.311.524 liều vaccine. Đến nay không ghi nhận phản ứng nặng sau tiêm. Hôm nay tôi đến đây để tiêm vaccine mũi 4, thấy khỏe mạnh bình thường. Trước đây cũng có tiêm mũi 1, mũi 2, mũi 3. Thấy người cũng khỏe mạnh bình thường. Tiêm vaccine là để giúp ngăn ngừa COVID và công việc thuận lợi hơn. Mình chỉ thấy về vaccine là mình chỉ chích những mũi vaccine từ mũi 1 đến mũi 3 thì đối với kháng thể của chị thì rất là bình thường, chỉ sốt nhẹ thôi, không có vấn đề gì xảy ra. Vì có COVID phát sinh chủng mới cho nên mình phấn đấu và phiên cộng đồng hoàn xóm láng giềng và đồng nghiệp mình cố gắng đi chích mũi 4 để có an toàn để mình trong mùa hè này đi du lịch cho thoải mái. Hiện nay, một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý do dự, chủ quan trước COVID-19, cho rằng dịch bệnh đã qua, cuộc sống đã trở lại bình thường và đã tiêm đủ 3 mũi hoặc đã từng mắc COVID-19, nên họ từ chối tiêm vaccine 14. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới chỉ ra rằng vaccine phòng chống COVID-19 chỉ có tác dụng trong thời gian nhất định, do đó người dân cần chủ động tiêm vaccine COVID-19 đúng lịch để bảo vệ sức khỏe. Vaccine phòng COVID-19 đã chứng minh được hiệu quả trong việc bảo vệ cho người tiêm và cộng đồng. Bản thân người tiêm đủ liều vaccine có thể không bị mắc COVID. Nếu có mắc thì triệu chứng nó cũng nhẹ hơn rất nhiều và hiếm khi có trường hợp tử vong. Tuy nhiên, kháng thể từ việc tiêm vaccine COVID-19 nó sẽ giảm dần theo thời gian và cơ thể sẽ mất khả năng bảo vệ. Sau khi tiêm đủ liều cơ bản mũi 1 và mũi 2 thì khả năng bảo vệ là trên 80%. Nếu xuất hiện chủng COVID-19 mới thì sẽ có nguy cơ mắc bệnh nặng và cũng có thể là tử vong. Đối tượng đủ điều kiện để tiêm chủng mũi 4 theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì nó bao gồm người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên nhưng có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên nhưng thuộc cái nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID. Vaccine phòng COVID-19 chính là chìa khóa quan trọng nhất trong phòng chống dịch và là nền tảng để thích ứng an toàn, hiệu quả. Nhưng vaccine có hiệu quả bảo vệ sẽ suy giảm theo thời gian. Vì vậy, bà con cần tự giác đi tiêm chủng vaccine. Đây không chỉ là trách nhiệm, quyền lợi của cá nhân mà còn là vì sức khỏe cộng đồng. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, dù dịch có giảm và nhiều người nhiễm thấy sức khỏe bình thường, không triệu chứng nặng, nhưng ảnh hưởng hậu COVID-19 đang gây ra nhiều triệu chứng, hệ lụy khác nhau liên quan đến tim mạch, thần kinh, tiêu hóa, cơ xương khớp, nội tiết, v.v. Do vậy, mọi người dân cần tiêm vaccine COVID-19 14 để phòng bệnh hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, tiêm vaccine phòng COVID-19 là chìa khóa quan trọng để nâng cao tỷ lệ bao phủ vaccine trong cộng đồng. Thì bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nhắc lại lần 2 mũi 4 cho người lớn, thì công tác tiêm phòng vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi cũng tích cực được triển khai. Để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, thì chúng tôi có cuộc gặp gỡ với tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Kiệm, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam. Xin chào bác sĩ ạ. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này. Xin bác sĩ cho biết thì tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19 hiện nay tại Quảng Nam như thế nào ạ? Thì tính đến ngày 27 tháng 6 năm 2022 thì tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm ở tỉnh ta là 3.253.190 mũi tiêm. Thì đạt tỷ lệ là 92% so với cái số vaccine đã nhận. Thì trong đó cái tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên là đạt 100%. Mũi 2 là đạt 98.5%. Mũi 3 là đạt 78.8%, trong đó cái mũi 3 bổ sung là 40.8% và mũi 3 nhắc lại lần 1 là 38%. Mũi 4 là 6.000 mũi tiêm, chiếm tỷ lệ dưới 2%. Đối với trẻ em, tỷ lệ bao phủ mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi lần lượt là 99.3% và 97.7%. Tỷ lệ tiêm mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là 21%. Như vậy, hiện tại tiến độ tiêm vaccine ở mũi 3, mũi 4 cho người 18 tuổi trở lên là chưa đạt mục tiêu đề ra. Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi còn chậm. Do đó, các địa phương cần tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa cái việc tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Thưa bác sĩ, một số bậc phụ huynh lo ngại về việc tiêm phòng vaccine COVID-19 thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Thì xin bác sĩ cho ý kiến về vấn đề này ạ. Khi mắc COVID-19 thì dù ở lứa tuổi nào thì bệnh cũng có các cái biểu hiện từ không triệu chứng cho đến các cái triệu chứng và cho đến các triệu chứng nặng, nhập viện, có thể là tử vong. Với trẻ em qua theo dõi thì trẻ cũng có các cái biểu hiện lâm sàng kéo dài, có cả tình trạng hậu COVID-19, kể cả các cái di chứng
thậm chí có những trường hợp viêm đa hệ ở trẻ em, đây là biểu hiện nghiêm trọng viêm các cái cơ quan khác. Ngoài ra, việc tiêm vaccine không chỉ bảo vệ bản thân trẻ mà còn giảm đi sự lây nhiễm. Trẻ em hệ thống miễn dịch chưa đầy đủ, biến chủng mới cũng chưa được xác định rõ là như thế nào. Cho nên việc tiêm chủng này thì nó có ý nghĩa rất là lớn, hạn chế được việc lây nhiễm và giảm đi được cái sự lây nhiễm cho những người trong gia đình. Đặc biệt, với những người có nguy cơ cao thì chống chỉ định tiêm chủng và những trẻ chưa đến tuổi tiêm chủng. Và khi được tiêm chủng, trẻ cũng sẽ tự tin hơn khi tham gia các hoạt động khác. Cho đến nay, thì cái việc tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ở nước ta với một số lượng rất lớn, nhưng tất cả các trẻ tiêm đều được an toàn, không có trường hợp bị phản ứng nặng hay là tử vong. Tiêm chủng cho trẻ em là mảnh ghép cuối cùng để thực sự có miễn dịch cộng đồng và trở lại cuộc sống bình thường mới và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Vâng, thưa bác sĩ, để tiến tới bao phủ vaccine trong cộng đồng, đặc biệt là tăng tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, thì bác sĩ có lời khuyên gì ạ? Thì vaccine vẫn là cái vũ khí chiến lược và là lá chắn quan trọng nhất trong phòng chống dịch. Phải đẩy mạnh hơn nữa cái chiến dịch tiêm chủng vaccine, quyết tâm cao nhất để hoàn thành tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong thời gian tới. Thì ngành y tế Quảng Nam đã và đang phối hợp cùng với các ngành liên quan, các cái địa phương để nỗ lực triển khai chiến dịch tiêm chủng cho trẻ chu đáo, tiêm đến đâu an toàn đến đó. Thì tiêm vaccine là việc làm ý nghĩa, giúp giảm đi gánh nặng bệnh tật liên quan đến COVID, không chỉ trong cái giai đoạn hiện tại mà cả trong tương lai sau này. Những gì mà các nhà chuyên môn đang làm trong việc tiêm vaccine COVID cho cộng đồng, cho trẻ nhỏ đều dựa trên cơ sở là nghiên cứu kinh nghiệm triển khai của rất nhiều quốc gia để làm sao hiệu quả mũi tiêm đạt cái mức tốt nhất và an toàn nhất. Mà mỗi người dân hãy cân nhắc, lắng nghe theo cái luồng thông tin chính thống để thấy cái việc tiêm vaccine chính là bảo vệ cho tương lai của con em chúng ta. Các bậc cha mẹ hãy đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch trong chương trình tiêm chủng thường xuyên và các cái chiến dịch tiêm chủng. Bởi tiêm chủng không chỉ là quyền lợi, trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn chính là trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội. Vâng, xin cảm ơn những thông tin bổ ích của bác sĩ dành cho khán giả. Kính thưa quý vị và các bạn, nội dung đẩy nhanh công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi mà quý vị và các bạn vừa xem đã khép lại chương trình tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, kính chào, tạm biệt.